Đây là một bộ phim đặc biệt trong lịch sử điện ảnh. Cốt truyện rõ ràng đúng theo tiêu chuẩn của Hollywood, bởi mọi người chỉ cần xem mở đầu là có thể đoán được kết thúc. Nhưng cho dù vậy, vẫn có hơn 300.000 người chấm cho số điểm 8.3, cho rằng còn hay hơn cả Transformer, tuyệt hơn cả Pacific Rim. Trong tương lai, các trận đấu quyền anh bị pháp luật cấm vĩnh viễn, thay vào đó là trận đấu quyền anh của robot sẽ bạo lực hơn. Nhưng điều này cũng khiến Charlie, một võ sĩ chuyên nghiệp, bị thất nghiệp. Năm nay anh đã ngoài 50, cũng chỉ có thể gửi gắm lại ước mơ đấm bốc của mình vào robot. Đáng tiếc là dù anh tràn đầy nhiệt huyết nhưng không có được sức mạnh tương xứng, và vì tiền đã bắt đầu hạ thấp kỳ vọng, không chỉ phải vật lộn với bò tót, thậm chí vì sự khinh thường và kiêu ngạo của mình, kết quả là con robot duy nhất đã trở thành sắt vụn. Điều tồi tệ hơn là, trong túi anh hiện giờ đã trống rỗng, trước trận đấu vẫn nghĩ sẽ không thể trắng tay, nên lập tức đặt cược 20.000 đô. Nhìn thấy tình hình không ổn, anh vội vàng mang theo chàng trai của mình chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, hai người đàn ông vạm vỡ đã tìm được anh. Charlie vừa định tìm lý do để từ chối thanh toán, nhưng họ nói mình chỉ là luật sư, sở dĩ đến tìm anh là vì bạn gái cũ của anh đột ngột qua đời, để lại đứa con trai 11 tuổi đang chờ anh nuôi dưỡng. Anh đến văn phòng tòa án, vừa hay nhìn thấy chị gái của bạn gái cũ muốn tranh giành quyền nuôi con. Vốn dĩ anh cũng không muốn có thêm phiền phức, nên đã đồng ý mà không chút do dự. Nhân cơ hội này họ đã chuyển một khoản phí lớn, với điều kiện duy nhất là tháng này họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Charlie sẽ phải giúp đỡ chăm sóc cho cậu con trai. Sau khi giao dịch hoàn tất, Charlie liền phớt lờ cậu con trai, không hề có chút tình cảm nào này. Thay vào đó anh lập tức sử dụng khoản phí kia mua cựu võ sĩ Noisy Boy. Nhưng anh không ngờ, cậu con trai Mark cũng là một fan của robot đấm bốc. Thấy vậy, Charlie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cậu đi cùng. Đến võ đài quyền anh dưới lòng đất, Noisy Boy xuất hiện, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Thấy vậy, Charlie cũng rất kiêu ngạo, thách thức chúa tể Midas ở đây. Cậu con trai ở bên đã cố ngăn anh lại, thuyết phục cha rằng hãy chọn phương án an toàn trước. Nhưng Charlie lại phớt lờ con trai, mang Noisy Boy lên võ đài. Trận đấu vừa bắt đầu, không có gì ngạc nhiên khi Noisy Boy chiếm thế thượng phong. Sau một vài đòn đánh, Midas đã ngã lăn xuống đất, và điều này cũng khiến Charlie càng ngày càng phấn khích. Nhưng anh đã phải trả giá cho việc coi thường đối thủ. Chỉ bất cẩn một chút, Midas đã nắm được điểm yếu và đánh ngã Noisy Boy, còn không cho nó thời gian kịp phản ứng. Midas dồn Noisy Boy vào góc võ đài và tấn công tới tấp. Thấy vậy, Charlie cuối cùng cũng hốt hoảng, bởi vì quá vội vàng, trong hệ thống của Noisy Boy, thậm chí còn không triển khai được cú đấm kết hợp. Anh muốn có thời gian để ứng biến, nhưng đối thủ đã không cho cơ hội. Midas lập tức phá hủy một cánh tay của Noisy Boy, cuối cùng đã đập nát đầu nó, khiến cậu con trai thất vọng tràn trề, ngày càng coi thường anh hơn, không ngừng chỉ trích anh. Charlie không muốn tranh cãi với cậu, bởi vì điều quan trọng hơn bây giờ là tìm ra cách để sửa chữa Noisy Boy. Anh đưa con trai tới bãi phế liệu robot để trộm một số linh kiện. Nhưng bất chợt trời đổ mưa lớn, Mark vô tình bị rơi xuống vực. Thời khắc nguy hiểm, chính cánh tay robot lộ ra ngoài đã cứu mạng cậu, để Charlie có thời gian kịp thời giải cứu. Cuối cùng, sau khi đã kéo được con trai mình lên, Mark vội vàng cào lớp bùn trên mặt đất. Bên dưới là một con robot hoàn chỉnh. Cậu yêu cầu Charlie giúp đỡ lấy nó ra, nhưng Charlie không muốn lãng phí thời gian vào một đống sắt vụn. Mark bướng bỉnh không còn cách nào khác đành phải tự mình làm, phải mất cả đêm để đào được nó ra. Về đến nhà, bạn gái của Charlie là Bailey cũng là một thợ chuyên sửa robot. Nhìn thấy Noisy Boy biến thành một đống sắt vụn khiến cô sốc ngang. Cô đã làm tất cả những gì có thể để giúp Charlie thực hiện ước mơ của mình, nhưng cuối cùng chỉ vì sự kiêu ngạo nên đã mất tất cả. Điều này khiến cô vô cùng thất vọng về Charlie. Đúng lúc hai người đang cãi vã, Mark lại đi tới. Cậu nhờ Bailey giúp mình kiểm tra con robot mà mình đã nhặt được. Bailey nhìn thoáng qua đã nhận ra nó là một con robot đã lỗi thời. Sau khi cô cắm điện vào, ba người đã vô cùng khi thấy nó thực sự vẫn còn nguyên vẹn. Và khi nó nhìn Mark, còn có thể bắt chước các động tác của cậu, Bailey nhận ra nó có tính năng hiếm gặp là lặp lại hành động. Ngoài ra thì không có ưu điểm nào khác. Charlie thấy vậy liền mất hứng thú, nhưng Mark lại giống như tìm được một kho báu. Sau khi cậu cẩn thận rửa sạch con robot của mình, đã nhìn thấy tên Atom được khắc trên ngực nó. Cậu quay lại tìm Charlie, muốn Charlie mang Atom đi thi đấu. Nhưng Charlie nghĩ nó chỉ là một con robot dùng để luyện tập, vốn dĩ không thể thi đấu được. Nhưng Mark lại nhất quyết muốn mang nó đi, bởi theo như cậu thấy, Atom không chỉ là một robot luyện tập thông thường, mà còn có được nhận thức của cậu. Cậu có hiểu ý tôi không? Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Vì thế những ngày tiếp theo, mỗi ngày trước bình minh cậu đều bắt đầu tập luyện cùng Atom. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Charlie dần dần dịu lại. Bởi nhìn vào Mark, Charlie dường như nhìn thấy chính mình lúc trẻ. Cuối cùng cũng anh đã đưa cậu đến một trận đấu quyền anh nhỏ. Khi người chủ trì nhìn thấy đối thủ hóa ra là một robot luyện tập, anh ta lập tức tuyên bố sẽ thưởng $100 nếu nó có thể sống sót sau một hiệp đấu. Trước trận đấu, đối thủ còn ăn mừng như thể đã giành chiến thắng. Chúng ta thắng chắc rồi, chúng ta nhất định sẽ thắng.
giống như người Trung Quốc chơi bóng bàn vậy. Khi chuông bắt đầu trận đấu vang lên, chân của Atom đã bị đối thủ trực tiếp khóa chặt, sau đó lại liên tục đập vào đầu nó. Mark điều khiển Atom cố gắng né tránh, nhưng rõ ràng cậu là người thiếu kinh nghiệm và bất lực. Atom trên sàn đấu liên tục bị đối thủ tấn công, may mắn bản thân nó là một robot luyện tập. Ưu điểm duy nhất là nó có khả năng chống chịu, bất kể đối thủ có tấn công thế nào, nó vẫn có thể sống sót trên sàn đấu. Thấy vòng đầu tiên sắp kết thúc, nhưng Atom đã ngã xuống đất dưới cú đấm của đối thủ, khán giả có mặt tại đó hào hứng bắt đầu đếm ngược. Charlie dưới khán đài cũng chuẩn bị bỏ cuộc, nhưng Mark vẫn khăng khăng, cậu hét lớn tiếng gọi tên của Atom. Thật không ngờ, Atom đứng dậy ngay lập tức như thể nó thực sự nghe thấy. Sau khi nhận được tiền thưởng $100, người chủ trì vẫn không cam tâm, để lấy lại thể diện đã trực tiếp nhân đôi số tiền thưởng. Đến hiệp đấu thứ hai, lần này Mark đã rút được kinh nghiệm, dễ dàng né được chiêu khóa của đối thủ, tung ra một cú đấm móc, đòn này cũng đã khiến đối thủ mất phương hướng. Nhìn thấy nó đã ngã gục xuống đất, Charlie đã hoàn toàn phấn khích. Atom, người mà anh luôn coi thường, thực sự là robot duy nhất giúp anh kiếm được tiền. Sau khi quay lại xe, Mark lại làm được một chuyện lớn, cậu đã tự mình làm ra hệ thống điều khiển giọng nói. Lắp thêm vào Atom, Charlie chứng kiến cảnh tượng này vô cùng kinh ngạc. Mark lại nhờ Charlie dạy Atom luyện đấm, nhưng Charlie đã từ chối không chút do dự, bởi anh đã trải qua vô số lần thất bại, đã xa lầy trong sự nghi ngờ của bản thân. Anh không dám có thêm chút kỳ vọng nào nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của con trai, anh cũng không thể ngồi yên. Trước bình minh đã bí mật đưa Atom ra ngoài. Nào chúng ta tập thể dục một chút nhé, rất tốt, làm lại nào, rất tốt, ba đòn kết hợp quyền anh, lặp lại nào, nhanh chút nữa, rất tốt. Nhìn thấy Atom, Charlie vô thức nghĩ đến chính mình, đều là những người đã có tuổi, nhưng vẫn cố gắng hết mình vì cuộc sống. Điều này dần đánh thức lại trái tim thầm lặng của anh. Những ngày tiếp theo, anh mang theo con trai và chính thức bắt đầu sự nghiệp thăng tiến của mình. Bất kể đối thủ có mạnh cỡ nào, cũng không quan tâm đến quy mô của cuộc thi, Charlie đã bình tĩnh trở lại, cực kỳ tập trung. Kể từ đó, ngay cả khi chưa bao giờ thua cuộc, nhưng anh vẫn sẽ xem xét cẩn thận mọi trận đấu, tối ưu hóa mỗi chuyển động. Cứ như vậy, họ không chỉ kiếm được nhiều tiền nhờ trở nên nổi tiếng, cuối cùng cũng đã nhận được lời mời tham gia một cuộc thi chuyên nghiệp. Nhưng có rất nhiều người nổi tiếng, trận đấu chỉ mới bắt đầu, chủ nhân nhà vô địch quyền anh rất có hứng thú với danh tiếng của Atom. Cô tìm đến hai cha con và định mua Atom với giá $200,000, nhưng Mark đã từ chối không chút do dự, bởi vì trong lòng anh, Atom không còn là một cỗ máy lạnh lùng, mà là đồng đội của mình, là cầu nối của mối quan hệ gia đình và ước mơ của hai cha con. Không lâu sau, trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên đã bắt đầu. Đối thủ của Atom là gã bạo chúa hai đầu Twin City, được điều khiển bởi hai người kết hợp với hệ thống tiên tiến hơn. Tất cả đều phản ánh sức mạnh của nó, nhưng cậu bé Mark vẫn không hề sợ hãi. Như thường lệ, cậu nhảy điệu 857 mang tính biểu tượng của mình và bước lên sàn đấu. Lúc đầu hai bên còn đánh qua đánh lại, nhưng sau khi nhìn ra được chiêu thức của Atom, gã bạo chúa lập tức trở nên nghiêm túc. Đầu tiên nó sử dụng một loạt combo để ép Atom vào đường biên, sau đó dùng nắm đấm và đấm vào đầu nó như điên. Charlie lo lắng gọi Atom đến để nhắc nhở, nhưng vì các đòn tấn công quá mạnh, Atom thậm chí không thể nhấc tay lên. May mắn là Charlie đã phát hiện ra khuyết điểm của đối thủ. Anh lập tức hướng dẫn Atom cúi đầu né tránh, đợi sau khi giữ được khoảng cách mới để Atom tiến sát lại, nhắm vào vùng bụng của gã bạo chúa rồi ra đòn. Nhìn thấy hệ thống của gã bạo chúa phản ứng hơi chậm, Atom đã hai lần liên tiếp dùng động tác xoay người, khiến bạo chúa vô cùng bối rối. Lúc này, cán cân chiến thắng đã bắt đầu nghiêng. Atom dứt khoát kết thúc trận đấu bằng một cú đấm mạnh mẽ. Vào thời điểm đếm ngược kết thúc, toàn bộ khán đài hoàn toàn sôi sục. Không ai có thể ngờ rằng, một robot luyện tập đã bị loại bỏ từ lâu, lại đánh bại được một đối thủ chuyên nghiệp. Nhưng điều ngạc nhiên hơn, Mark vô cùng tức giận, lập tức giật lấy micro của người dẫn chương trình. Cậu nói ra chuyện người đại diện muốn dùng vũ lực để mua Atom, và trực tiếp thách thức rớt trước mặt tất cả mọi người. Tuy nhiên lúc này một chuyện bất ngờ xảy ra. Sau trận đấu, Charlie và con trai sắp sửa rời đi, chủ nợ cũ của anh đã hung hăng xông tới cửa. Họ không cho Charlie cơ hội chống trả, lập tức cướp hết tiền của anh, còn đánh đập anh và con trai dã man. Sau sự việc, Charlie nhìn cậu con trai đang ngủ say với những cảm xúc lẫn lộn. Anh lại một lần nữa rơi vào mông lung. Anh nhận ra rằng mình chẳng có gì, vốn không thể chăm sóc cho con trai, cũng không muốn con trai giống như mình, càng ngày càng xa chân đi trên con đường không có tương lai. Ngày hôm sau, anh buộc mình phải nhẫn tâm, trả lại con trai cho chị gái của bạn gái cũ. Lúc rời đi, nhìn ánh mắt thất vọng của cậu con trai, Charlie cũng chỉ biết im lặng. Bạn gái Bailey cũng đã nhìn thấu nỗi khổ trong lòng anh. Cô dùng một nụ hôn để làm Charlie vững vàng trở lại. Tại hàng ngàn dặm cũng chỉ vì nụ hôn này, thật có giá trị. Sau khi gặp lại con trai, Charlie cuối cùng đã chọn cách đối mặt với trái tim của chính mình. Nếu như có một điều ước, cha muốn đưa con về với cha.
chúng ta cùng đi chiến đấu với Du. Cứ như vậy, cuộc đọ sức đỉnh cao thu hút sự chú ý trên toàn thế giới này đã chính thức bắt đầu. Một bên là rớt nhà vô địch Quyền Anh đã thống trị trong nhiều năm. Đối thủ chỉ là một con robot được nhặt từ bãi rác. Vì vậy khi bắt đầu trận đấu, không ngoài dự đoán Atom đã bị rớt đấm ngã xuống đất. Ngay cả khi gần như không thể đứng dậy, nhưng trước cuộc tấn công như vũ bão của rớt, nó vốn không có chút sức mạnh nào để chống trả. Sau khi lần thứ ba bị đánh gục, Atom hoàn toàn bất động. Ngay khi mọi người nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc, Atom dường như có thể nghe thấy tiếng hét của Mark. Điều kỳ diệu đã đến Atom đứng dậy thêm lần nữa. Thấy vậy, Charlie cũng lập tức điều chỉnh chiến lược, bị dồn vào đường biên. Atom cuối cùng đã tung ra đòn phản công đầu tiên. Chứng kiến khoảnh khắc rớt bị phản công, tất cả mọi người đều chết lặng, bởi vì rớt trong sự nghiệp bất khả chiến bại của mình. Lần đầu gặp một đối thủ duy nhất không biết sợ hãi, nhưng rất nhanh, sau khi phản ứng lại rớt lại một lần nữa chiếm thế chủ động. Giờ nắm đấm chuẩn bị giáng cho Atom một đòn chí mạng. Lúc này tiếng chuông kết thúc hiệp đấu cũng vang lên, mới giúp Atom tránh được đòn nặng nề. Và trong những hiệp đấu tiếp theo, tình hình vẫn cứ như vậy. Ngay cả khi cả hai bên có vẻ ngang bằng nhau, nhưng chỉ có Charlie mới biết, tất cả những gì rất tiêu thụ là sức mạnh thể chất. Nhưng Atom đã dùng cơ thể mình để chống cự. Cuối cùng, đến hiệp đấu thứ tư, hệ thống điều khiển giọng nói của Atom bị phá hủy hoàn toàn dưới những đòn đấm liên tục của rớt. Khi chuông reo lên kết thúc hiệp đấu, Charlie cũng hoàn toàn kiệt sức, nhưng Mark ở bên đã gợi ý có thể dùng chức năng mô phỏng hành động để chiến đấu. Charlie đã thẳng thừng từ chối, anh không nghĩ mình có thể đánh bại được nhà vô địch Quyền Anh. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định và tin tưởng của con trai, nhìn thấy Atom toàn thân bốc khói, trái tim của anh ngay lập tức bị đốt cháy, cả người rung lên trong tiềm thức. Đến hiệp đấu cuối cùng, Charlie ở trên khán đài lập tức vào thế phòng thủ. Nhìn thấy Atom tiếp tục bị dồn vào góc, Mark vẫn đang nóng lòng yêu cầu anh đánh trả. Nhưng Charlie bảo rằng chưa đến lúc. Lúc này, sức mạnh của rớt cũng đã giảm dần. Những cú đấm đều đã chậm lại, nhưng Charlie vẫn không phản công. Thay vào đó anh ta giơ tay phải lên và chế nhạo rớt. Thấy vậy, rớt tức giận lập tức bật chế độ siêu mạnh mẽ. Atom lại bị dồn vào góc và ăn liên hoàn đấm. Tuy nhiên không lâu sau, rớt dường như đã hết năng lượng. Động tác đấm cũng trở nên chậm hơn. Charlie hiểu rằng, đã đến lúc phải chiến đấu rồi. Con trai, đến lúc rồi lên thôi nào. Khoảnh khắc này, Charlie đã được giải thoát hoàn toàn. Không chỉ là vì chiến thắng, hơn cả là vì ước mơ và tình yêu gia đình. Nhìn thấy cha mình đang tập trung tung những cú đấm mạnh mẽ, Mark cũng đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cậu biết, người cha hoàn hảo trong lòng mình đã trở lại. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị tận dụng chiến thắng và đánh bại hoàn toàn rớt, tiếng chuông kết thúc hiệp đấu vang lên không đúng thời điểm. Mặc dù theo thống kê điểm cuối cùng, Atom vẫn bị thua tiếc nuối một điểm, nhưng Charlie và Mark không hề hối tiếc, bởi vì trong mắt mọi người, Atom là người hùng duy nhất của đêm nay, cũng là vị vua không ngai thực sự. Và Charlie 50 tuổi, cũng đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Anh đã học được từ con trai mình, đàn ông có thể thất bại, có thể chịu nhục, nhưng không bao giờ được từ bỏ đam mê của chính mình.